Khánh Thi nhập viện phẫu thuật ngày cận Tết, không có Phan Hiển bên cạnh. Tình hình sức khỏe khiến nhiều người lo lắng. Thời điểm cuối năm, nữ kiện tướng Dancebot Khánh Thi gặp vấn đề sức khỏe, phải đi nước ngoài phẫu thuật. Mới đây trên trang cá nhân, Khánh Thi đã đăng tải hình ảnh đang nằm trong bệnh viện, mặc trang phục bệnh nhân, xung quanh có nhiều trang thiết bị y tế. Cô còn hé lộ video được các y tá đẩy vào phòng phẫu thuật. Khánh Thi cho biết cô gặp vấn đề về sức khỏe, phải sang Singapore để chữa trị, đang trong thời gian phục hồi sau mổ. Được biết, lần này Phan Hiển không đi cùng vợ, mà ở nhà chăm sóc cho ba con. Những ngày qua, người đẹp được chồng hỏi thăm, động viên từ xa. Kèm theo bài viết, bà xã Phan Hiển cho biết tình trạng sức khỏe của mình đã ổn định. Em ổn rồi nha, tàn thuốc mê từ lúc 7 giờ tối và giờ 5 giờ sáng, em vẫn tỉnh táo nha. Giờ em mong em ngủ được là tiên. Trước đó ít ngày, nữ kiện tướng Dancebot đã đăng tải ảnh chụp lưu niệm với bác sĩ người Singapore và một cô bạn trước giờ vào phòng phẫu thuật. Sau khi đăng tải, hình ảnh Khánh Thi nằm trên giường bệnh nhanh chóng nhận về nhiều tương tác. Người xem không khỏi lo lắng, để lại bình luận quan tâm đến bệnh tình của nữ hoàng Dancebot. Thời gian qua, cuộc sống của Khánh Thi sau khi sinh con thứ ba cho Phan Hiển được nhiều người quan tâm. Cô gặp nhiều vấn đề khi sinh con ở tuổi 40. Nữ kiện tướng Dancebot cho biết cô khó giảm cân hơn so với hai lần sinh trước, thân hình nặng nề hơn. Từ khi bé Lisa được 3 tháng tuổi, Phan Hiển đã đích thân làm thầy dạy kèm, tích cực động viên bà xã tập luyện, lấy lại vóc dáng thon gọn. Bên cạnh đó, nữ kiện tướng Dancebot còn gặp vấn đề về trầm cảm, thường xuyên bỏ ăn. Phan Hiển cho biết tâm lý của bà xã thay đổi liên tục vì chứng trầm cảm. Đã có kinh nghiệm từ hai lần vợ sinh trước đây, nên anh luôn cố gắng ở bên và chiều chuộng bà xã hết mực có thể. Riêng về phần Khánh Thi, cô ý thức được mình trầm cảm sau sinh do nội tiết cơ thể thay đổi, nên cố gắng suy nghĩ lạc quan để tự mình vượt qua giai đoạn bất ổn. Sau hơn 14 năm bên nhau, tổ ấm của Khánh Thi Phan Hiển giờ đây viên mãn với ba thiên thần nhỏ, đủ nếp đủ tẻ. Từ khi đón thành viên mới, cặp đôi chăm cập nhật hoạt động gia đình lên mạng xã hội. Cả hai thường xuyên lưu lại hình ảnh kỷ niệm những năm tháng đầu đời của con. Theo đó, bé Lisa giờ đây được hơn 4 tháng tuổi, ngày càng bụ bẫm và đáng yêu.